Một chàng ca sĩ được nhiều người khen là hiền lành nhất trong giới ca nhạc, ca sĩ Nguyễn Phi Hùng sẽ kể lại những tháng ngày đã qua, những góc khuất mà khán giả chưa từng biết về con đường đến với ca hát của chàng nghệ sĩ múa. Vào đúng ngày 30 Tết thì mới sực nhớ ra là ngày này là mình phải về. Hùng mà có gọi về thì nói là gia đình không có nghe từ nữa rồi. Đón xem chuyện của sao và gặp lại Nguyễn Phi Hùng cùng những câu chuyện mới được phát sóng vào lúc 20 giờ 15 phút thứ bảy ngày 30 tháng 3 năm 2019 chỉ có trên VTV9.